Super BB Vanessa lớp nền siêu mỏng cho làn da chuẩn Hàn Quốc. Điểm mạnh điểm yếu của Thông là gì Thông? Sở trường thì chơi được các môn thể thao như là bóng đá, cầu lông, đá cầu, và bóng chuyền thì chơi cũng được nhưng mà hơi không được hay cho lắm. Thông dạy được bao nhiêu năm rồi? Dạ em ra trường là lên đây giảng dạy là từ năm 2011. Tính ra công tác tới đây thì cũng đã gần 10 năm. Rồi 10 năm đứng trên bục giảng không có rung mà giờ ngồi đây rất là rung đúng không? Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ vâng ạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng và em thích tham gia các hoạt động xã hội. Rồi có điểm yếu nào không? Dạ vâng có, điểm yếu của em là em sợ nước. Vậy chắc không bao giờ tắm quá. Dạ không ạ, tắm thì vẫn tắm nhưng mà em sợ không bơi. Không dám đi bơi đúng không? Dạ, chị cũng vậy, chị sợ bơi lắm. Dạ. Rồi sợ gì nữa em? Dạ sợ đĩa, sợ rắn anh. Chị cũng sợ hai con xa cũng sợ luôn á. Dạ. Rồi em có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức thì chưa có chị. Đi làm thì các bạn nam cũng thích nhưng mà chủ yếu là các bạn nhỏ tuổi thôi. Nên em thấy không có hợp nên em cũng không có tiến tới. Nhỏ hơn nhiều không? Dạ cũng nhiều chị, 96, 97. Dạ. Cho nên là ngại đúng không? Dạ đúng rồi chị. Như vậy là cô gái bên đây là còn tinh khôi đó, em về tinh khôi đó. Rồi cô gái văn phòng chưa có người yêu. Trần Thông có mấy mối tình rồi? Dạ thì về mối tình thì nói chung là chính thức thì chưa có mối tình nào. Cũng chưa luôn. Dạ. Tính em là thường đồng nghiệp này kia đánh giá là nhát gái. Nhát gái hả? Dạ. Trời ơi, thực ra mà nói hai bạn này á, về ngoại hình là có cái sự tương đồng phu thê rất là ngộ nghĩnh luôn á. Ông qua ông coi thử. Dạ. Ở đây đừng có lo, để anh với chị Hồng Dân sẽ kết nối cho. Tôi coi mắt nhà gái cái coi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Phan Rang chào em gái. Dạ, chào đất anh. Nắng và gió ha. Dạ. Gió như Phan mà nắng như Rang ha. Dạ. Nhưng mà làn da trắng tinh luôn, đâu ai nghĩ gái Phan Rang đâu. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một bạn nam chững chạc với khuôn mặt nhìn phúc hậu một xíu. Bên đây có đó. Có hết, nãy giờ hai cái chị thấy đều có nha. Cao hơn em một xíu. Có cao. Em cao nhiêu vậy thầy? Dạ em cao 1m72. Wow, 1m72 em cao nhiêu? Dạ em cao 1m60. Rồi người ta cao hơn mình nhiều lắm luôn á. Dạ, biết quan tâm bạn gái. Có quan tâm không? Tại vì chưa có bạn gái mà mới nói mà biết quan tâm bạn gái hơi bỡ ngỡ. Chắc phải hy vọng là cho cơ hội để mới có dịp quan tâm. Để chứng tỏ được là mình biết quan tâm. Em phải nói là anh cần phải lo cho cái này, quan tâm cái này nè, chăm sóc cái này nè, em phải đưa ra hết thì bạn này mới biết. Dạ. Và khá vậy đó. Trong tình yêu là đôi khi mình cũng phải chủ động chút xíu nha. Dạ. Chứ đừng là anh phải quan tâm đi mà giờ không biết quan tâm gì gặp ta nhát mà. Mỗi em đừng có bắt anh đón ý. Em phải nói cái nhu cầu của em. Dạ. Em thích vậy đó, em không thích vậy đó. Rồi em trai muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Mục tiêu chính là phải lo cho gia đình, quan tâm gia đình. Rồi em có cái mẫu hình mà lý tưởng nào cụ thể không? Vẻ bề ngoài thì dễ nhìn, phúc hậu là được. Trời. Tính tình hiền. Mà đây có hết luôn á. Tức là em không thích ở phụ nữ là nhìn ngoại hình vô, tức là có hình xăm. Không có xăm đúng không? Nhìn bạn này là biết không bao giờ xăm, sợ đau á. Trời, người ta xăm vô khi nó đẹp. Xăm đau lắm. Ta xăm một cái gì đó, cái tên gì nó đẹp. Xăm bây giờ công nghệ 4.0 rồi, thời đại hiện đại rồi. Xăm nó cũng là một cái thẩm mỹ rất là đẹp. Đừng có cái mặt giờ xăm nguyên cái con rắn ở trên đây thì cũng đẹp thôi. Mỗi người mỗi cái cảm quan thôi. Nhưng mà đó là một bộ môn nghệ thuật mà bây giờ nó gọi là gì? Tuta đó. Tattoo. Em không thích điều gì đàn ông em? Dạ hút thuốc anh. Hút thuốc? Gì nữa? Nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt gì nữa? Vũ phu. Chà, ba cái tính nó mệt rồi nha. Hút thuốc uống rượu còn vũ phu nữa là kinh khủng lắm á. Tính em thì hiền, chắc vũ phu thì không có. Có đâu? Không có. Hút thuốc thì tuyệt đối không. Còn về uống rượu thì ví dụ như tùy trường hợp. Mình là nam giới đàn ông mà. Ví dụ có tiệc tùng thì phải giao tiếp, phải tiếp khách thì cái đó mình uống vài chai bia hoặc vài xì rượu. Không sao. Tôi tin thầy giáo đây uống xong xỉn ngủ à. Em đừng nói với chị là em thích một người giống anh Quyền Linh nha. Dạ đúng rồi chị. Thấy chưa? Thấy tôi hay không? Tôi đón ý hay không? Tại vì cổ cũng rất là mong manh. Thành ra là cái mẫu của cổ là cổ sẽ muốn một người đàn ông vững vàng. Một người đàn ông của gia đình. Đó, một người đàn ông đen chút đặng mà pha với cái màu da của cổ. Thành ra trong đầu tôi nghĩ vậy nên tôi hỏi vậy y chang luôn, ghê không? Muốn là một người đàn ông của gia đình thì chúng ta phải là một người đàn ông của sự nghiệp. Chúng ta có sự nghiệp rồi ta mới lo cho gia đình được. Chính vì thế nên bất kỳ người đàn ông nào tôi nghĩ rằng phải tập trung vào sự nghiệp. Có cái bản lĩnh sự nghiệp trước cái đã, mình mới lo cho gia đình được. Còn mình muốn lo cho gia đình mà về vợ hỏi tiền điện đâu, tiền nước đâu không có, sữa con đâu không có, tả đâu không có, không anh lo cho gia đình lắm, yên tâm anh đây chăm sóc con, ẵm con được, nhưng mà tiền sữa đâu, tiền điện, tiền nước đâu lúc đó không có. Sự nghiệp thầy ngon rồi phải không thầy? Dạ nói chung thì cũng ổn định. Ổn chứ. Là lo được cho gia đình rồi phải không thầy? Dạ lo được cho gia đình. Vậy thêm mới kiếm thêm nữa. Cô bên đây chỉ mong muốn vậy thôi. Cặp này đó là rất là hợp với nhau. Cô này thì nhẹ nhàng, nữ tính ha. Mà thầy cũng trắng ha. Hả? Chứ thầy không có đen như thầy Linh. Kệ nó, đen vậy đó. Bé phải đi da gì. Tôi mặc áo nổi là hết đen rồi. Em đi với chị họ. Nhờ cái áo nổi hơn da rồi. Chị Phượng. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em là chị họ của Vinh ạ. Vinh à, chị thấy là hai em nên cho nhau một cơ hội đi Vinh. Chị thấy ông thầy sao? Thầy thì nhìn cũng phúc hậu đó ạ. Cũng chân thật. Vinh cho cơ hội Vinh ạ. Rồi hỏi thầy đi, thầy đi với ai? Đáng lẽ là đi là có dì của em, nhưng mà nay bận đi công tác nên không có sắp xếp được công việc, nên em đi được chung với các quý thầy cô đồng nghiệp ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Nhân Linh ở quận 8 có đây. Thầy hiệu phó và các đồng nghiệp ở đây. Wow, mời thầy. Dạ, em kính chào anh Quyền Linh, cô Hồng Dân và bạn nữ bên đây. Thì bạn nữ bên đây rất là dễ thương, rất là phù hợp với lại Thông. Em hy vọng là hai bên cho nhau một cơ hội. Riêng về bạn Thông ở đây thì rất là chân thành, tất cả mọi người trong trường đều yêu quý hết. Dạ, em xin hết. Đúng. Rồi, cảm ơn. Ở đây chúng tôi đều thấy điều đó. Bây giờ ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt và để xem mình có nợ với nhau hay không nha. Mở rào. Tới đây anh có phong tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có gói quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Rồi mở quà đi Thông. Thông mở quà coi. Dạ vâng. Trong này là quyển sổ. Em có viết bài thơ. Thì em xin phép đọc một đoạn. Bài thơ của em là Tự tình. Một mình suy nghĩ mông lung, bao nhiêu ký ức ù về bên ta. Đêm buồn mưa phủ kín trời, mưa bay khắp nẻo nhạt nhòa mắt ai. Nhạc buồn tiếng hát u sầu, tình ta thắm lại biết tìm nơi đâu. Đó, thôi. Dạ em xin hết ạ. Rồi, hai bạn về ghế ngồi đi nào. Anh đi dạy thì thứ bảy chủ nhật anh có phải đi dạy hay là... Chủ nhật thì chắc chắn là sẽ được nghỉ. Còn thứ bảy thì tùy... Có công việc thì sẽ dạy phụ đạo học sinh yếu kém rồi, hoặc là bồi dưỡng học sinh khá giỏi gì đó. Làm thì em làm giờ hành chánh hay là có tăng ca không? Công việc của em chủ yếu là làm giờ hành chánh, nhưng mà em thì em muốn xong việc rồi em mới về, nên em thường ở lại tăng ca. Bây giờ cái khó nhất là hai bạn nè. Một người ở quận 8, một người ở Biên Hòa hẹn hò sao đó. Ví dụ như ngày thứ bảy hay chủ nhật gì em có thể sắp xếp thời gian rảnh được không? Dạ vâng, thứ bảy chủ nhật thì được anh. Được đó, rồi giờ sao? Thì nói chung thì... Được thì được. Sao thầy giáo? Rồi được đó, rồi giờ sao? Được thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Không phải được rồi sao, cơ hội sao? Ta sắp xếp được ở Biên Hòa đó, rồi giờ sao nè? Thì em có thể là lên Biên Hòa hẹn hò được. Đúng rồi, phải nói vậy chứ. Mình phải mạnh dạn lên chút xíu, mình mới có người yêu. Đây là cái duyên, thành ra phải bằng mọi giá nha. Tiến tới Biên Hòa luôn. Tiến tới Biên Hòa xong là bắt đầu tiến tới Phan Rang vậy hả anh? Đúng rồi. Đó. Rồi về đó trồng nho luôn. Bây giờ nè, em tiến tới nắm tay cô gái coi cảm nhận như thế nào. Nắm hai tay, cô gái đứng lên coi nào. Dạ. Đó. Nhìn, nắm hai tay, nhìn nhau đi. Đó Thông, nắm hai tay luôn. Để ta nắm coi sao. Hồi đó giờ cả đời chưa có nắm tay ai đó. Nắm tay thấy sao? Thì nói chung thì cảm giác thì nắm tay bạn nữ ở trên sân khấu này thì em cũng rất hồi hộp và run. Mà thấy... Ủa sao buông tay ra rồi? Không có buông tay nữa. Chặt. Em thấy tay bạn lạnh quá. Vậy mình sưởi đi. Nắm lại cho nó chặt. Nắm cho bạn ấm. Nắm chặt luôn, đó. Thấy tay sao là cảm nhận coi đâu em vuốt cái tay em cảm nhận coi sao. Đúng là người chưa bao giờ nó yêu cho nó nắm tay. giống như nó bụm bụm gì á. Nè nè nắm, trời ơi hai cái tay lạnh như đá luôn rồi. Đó đây nè, hai cái tay đó, đúng rồi đó, vậy đó. Đây nè, đây nè, đây nè, nắm vừa nè, đó nắm siết chặt, bóp chặt tay nhau, lấy cái tay cái rà thôi. Đó nói chung thì bàn tay em rất mềm mại. Đúng à. Lần đầu tiên là cái cảm giác một người đàn ông nắm tay mình thấy sao, nói cho anh nghe. Dạ thì em thấy tay anh lạnh rồi chị. Tay anh cũng lạnh luôn hả? Nói chung là hai tay hai đứa cũng lạnh hết trơn. Ôi buông nữa, có buông nắm hoài đi, để mình có cảm xúc với nhau phải không, để mình quyết định thôi chứ gì chứ đó. Nắm tay hát đi Linh, rồi cho bạn hát. Rồi hát nhìn cô gái, hát nhìn cô gái hoài. Anh sẽ đưa em về, về với quê hương anh, về với Đồng Tháp. Rồi rồi, đúng quá, được rồi, được rồi. Hãy ngồi vào ghế. Detox không khí từ trong ra ngoài. Để tay vào nút bấm các bạn. Nếu chúng ta nghĩ trong đầu là đúng, bấm ngay. Còn nếu như chúng ta nghĩ trong đầu là không phải đâu, không phải đối tượng của mình, mình hãy nhường nút bấm đó cho người khác, không cần phải bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Mình đã bấm rồi đó. Tôi nghe cái cạch cạch hai bên là tôi thấy rồi đó. Được rồi đó. Trời ơi, tôi cũng mừng cho mấy người á, thiệt luôn á. Mừng cho mấy người á. Các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ nắm tay khác, không phải nắm vậy nữa, mà chúng ta đang cái tay vào với nhau. Đó, đó đây nè. Nè, nè Thông đó. Ôi, đau quá, cái nhẫn ngọc xoàn đau quá. Đừng buông tay nhau trong cuộc sống này. Hãy cùng nắm chặt tay để vượt qua những giông bão, để vượt qua tất cả mọi khó khăn vất vả, để đến với nhau trong suốt cuộc đời nhé các bạn nhé. Đến đây chương trình thì gặp được bạn Thu Vinh và cũng đồng ý hẹn hò. Thì em mong thì thời gian tới thì sẽ có thời gian tìm hiểu Thu Vinh, và nếu thích hợp và phù hợp với nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân xa hơn nữa, đúng không? À, tiến tới xa hơn. Đúng rồi, và bây giờ xin phép hai bác cho đặt nụ hôn đầu tiên cho Thu Vinh. Cho con xin phép hai bác được hôn Thu Vinh. Biết không? Cái này chắc biết anh. Đó. Này biết, này biết ạ. Này biết à. Hai bên luôn, bên kia nữa. Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm, không lâu lâu chút xíu. Để nguyên, để nguyên. Anh Quyền Linh, anh vui quá đó Vinh. Dạ. Thấy không, anh vui quá đó. Thật sự anh thấy các bạn bấm nút với nhau anh rất là vui.